các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay mình đang có mặt tại chùa Lộ Mới của huyện Thanh Trị để chia sẻ về hình ảnh cái bổn chùa và chiếc ghe ngò chuẩn bị cho mùa giải Ocean Box 2022 sắp diễn ra cho thành phố Sóc Trăng như thế nào. Thì ngày mới cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và bây giờ đồng hành cùng mình vào bên trong phong cảnh của chùa và xem chiếc ghe ngò như thế nào. Nhân kính thưa quý cô chú anh chị các bạn, hôm nay mình đang có mặt tại chùa Buôn Mâm Lộ Mới của huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng để chia sẻ về hình ảnh cái bổn chùa và chuẩn bị cho mùa giải Ocean Box 2022 như thế nào. Thì hôm nay Thanh đang có mặt tại khu vực này để gửi đến quý cô chú anh chị xem chùa Lộ Mới của huyện Thanh Trị chuẩn bị cho mùa giải Ocean Box và ghe ngò như thế nào nha. Thì bây giờ trước hết là mình đừng la đứng ở trước phía cổng chùa của bổn chùa. Đây là hình ảnh mình đang đứng ở trước chùa quý cô chú anh chị. Đây, hôm nay mình đến đây để mình chia sẻ về cái chùa Lộ Mới của huyện Thanh Trị nghe quý của chú anh chị. Đây là hình ảnh mình đang đứng ở phía trước cổng chùa Buôn Mâm của huyện Thanh Trị. Thì đây là hình ảnh mình cũng đứng ngay chỗ cái dàn tập của bổn chùa ngay quý của chú anh chị. Đây, bây giờ mình sẽ đi cho quý của chú anh chị. Thì hiện nay thì trong chùa của Lộ Mới của huyện Thanh Trị thì cũng đang chuẩn bị sửa lại cái dàn tập cho các vận động viên chuẩn bị. Mình thấy trên đây đang có một số cái cây để làm cột và để cho các vận động viên quý của chú anh chị. Thì đây mình đang đứng ở khu vực này, thì mình đây chia sẻ cho quý của chú anh chị thấy là cái khu vực này của nơi đây đang chuẩn bị cái dàn tập cho chùa ghe của Lộ Mới của huyện Thanh Trị. Đây, đây mình đang đứng đây, đây là chỗ dàn tập dưới nước nghe quý cô chú anh chị của chùa Lộ Mới. Còn đây là những cây tre để mà người ta đóng dưới cột đó, làm cột đồ đó. Đây, đây. Thì theo thông tin của những người ở trong một chùa thì năm nay cũng chùa cũng có dự định là không có tham gia đó quý cô chú anh chị. Nhưng thì các anh vận động viên với những người thanh niên trong bổn chùa thì cũng rất thích cái môn thể thao này, thì cho nên bây giờ cờ chót và mới bàn tính với nhau và đã tham gia cái lễ hội Ocean Box này nha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong ngôi chùa cho quý cô chú anh chị xem. Đây là hình ảnh mình đang đi vào chùa của Lộ Mới của huyện Thanh Trị. Thì phong cảnh của ngôi chùa này cũng rất là đẹp nha. Đây, mình sẽ chú anh chị xem. Thì ngôi chùa này thì cũng nằm ở cách lộ cũng khoảng vài trăm mét với chú anh chị qua cái cầu là mình tới. Đây thì mình sẽ đi dọc cho quý chú anh chị xem. Đây là toàn cảnh của ngôi chùa Lộ Mới nha quý chú anh chị. Đây,
Giờ mình đang có mặt tại chạy ghe của chùa Lộ Mới Buôn Mâm của huyện Thanh Trị để chia sẻ về hình ảnh chiếc ghe ngô của bốn chùa như thế nào, chuẩn bị cho mùa giải Ốc Hòn Bóc 2022. Thì trong những ngày qua, với ban đầu dự tính của bốn chùa thì sẽ không có tham gia giải đấu năm nay, cho nên các thanh niên trong xóm ấp không có thể thiếu cái môn thể thao này, cho nên đề nghị với sư cả của chùa, sư chủ trì để mà tổ tham gia giải đấu năm nay, để gửi đến quý cô chú anh chị xem về cái hình ảnh chiếc ghe ngô của bốn chùa Lộ Mới. Thì hiện bây giờ thì trong những ngày này thì các chùa khác đã xuống luyện tập, còn chùa Lộ Mới thì mới có chuẩn bị kẹo chai để chuẩn bị chét lại cho ghe để chuẩn bị tham gia giải đấu nha quý cô chú anh chị. Đây là hình ảnh chiếc ghe ngô của chùa Lộ Mới. Đây là hình ảnh đại diện là con tướng mã Bạch Mã. Đây đại diện cho một chùa. Đây. Thì ghe này chuẩn bị cạo lại và chuẩn bị chắc cũng sơn hoa văn đồ lại để làm cho cái ghe nó đẹp lại để tham gia giải đấu nha quý cô chú anh chị. Đây hiện bây giờ mình đang đứng ở trong cái chạy ghe của chùa Lộ Mới của huyện Thanh Trị. Thì mình thấy những hình ảnh ngày hôm nay là mới có bắt đầu cạo chai nè, mấy cái kẻ nè quý cô chú anh chị, để chét để chuẩn bị cho mùa giải mới. Thì cạo xong thì chắc cũng giảm giá sơ sơ về cái hình ảnh hoa văn của một chùa ghe của quý cô chú anh chị, cho nên bây giờ mình đang có mặt tại đây để mình chia sẻ cho quý cô chú anh chị xem. Đây là hình ảnh mình đang quay lại cho quý chú anh chị xem. Thì theo kế hoạch là ngày mai tập hợp các vận động viên của bốn chùa ở huyện Thanh Trị ba ấp để chuẩn bị cho luyện tập. Đây là hình ảnh hoa văn của ghe chùa Lộ Mới nha. Hình ảnh là hình ảnh cũ. Thì ghe này cũng vẫn còn đẹp, chỉ có kẹo chắc chai và dậm giá sơ sơ để là tham gia giải đấu rồi quý cô chú anh chị. Đây. Thì mới ban đầu thì ghe thì không tham gia giải đấu, nhưng mà vì các thanh niên trong làng rất đam mê cái môn nghệ thuật này, cho nên người ta quyết định bàn với sư chủ trì và các người và trong ban hội chùa để tham gia giải đấu, góp phần tạo cho một cái môn thể thao của người Khmer là lễ hội Ốc Hòn Bóc đua ghe ngô, để có những cái màn trình diễn hấp dẫn gửi đến cho cô chú anh chị xem. Đây là toàn cảnh cái ghe của Lộ Mới của quý cô chú anh chị. Miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú anh chị các bạn một ngày mới vui vẻ, và hãy đón xem những video kế tiếp của Cuộc Sống Miền Tây. Nếu có hay hữu ích, hãy đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ cho người cùng xem để mình có nhiều động lực làm nhiều video hơn. Xin thân ái mến chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video kế tiếp của mình.